Ôi, nhiều người đang online chứ không biết là có ai vào Facebook không. Làm vào nhanh thế. Hello em. Hello tỷ phú Hiền. Xem nào, có ai xem nhiều rồi nào. Cả nhà tương tác để còn biết là ai đang xem nhiều nào. Hello Thắm. Lê Thị Thắm. Hello Hiên Hoàng. Hello chị Hiên. Lại chạy công. Đinh Hồng Phúc, Lê Thị Thắm, Hồng Nhung. Hello tất cả anh chị em nha. Cả nhà buổi sáng nay cả nhà đã làm được cái việc gì nhiều rồi nào? Sáng hôm nay chúng ta đã có thu nhập gì nhiều rồi nào? Hả? Sáng đã có 500 đô rồi hả? Nhanh thế. Nào ai đã có thu nhập buổi sáng ngày hôm nay này? Công biết là trong buổi sáng ngày hôm nay có rất nhiều anh chị em đã có thu nhập hàng vài trăm đô rồi. Cho nên là lên đây để chia sẻ anh chị em. Hello tỷ phú đô la đại gia quyền lực. Úi dồi ôi, kinh quá. Đại gia quyền lực kìa. Mới đầu nhưng khôi em đăng dây. Căng dây luôn rồi hả? Căng dây rồi có sao đâu. Mình ở trong nhà thôi. Chỗ anh cũng căng dây rồi. Cách nhà có 50m là có F0. Kim Thơ đã có 517 đô buổi sáng ngày hôm nay rồi, tuyệt vời quá. 578 đô buổi sáng hôm nay rồi. Trời ơi. Sao mà thu nhập gì mà kinh khủng vậy? Ai muốn có thu nhập hàng ngày trong khi mà dịch bệnh thế này? À, chúng ta mong muốn có thu nhập thì chơi, mình có mới có bao nhiêu, có 52 đô à. Buồn quá. May quá, hôm qua thu nhập được 798 đô. 800 đô. 800 đô. 2816. Hôm qua được 1500. 578 đô. Đúng rồi, chị Thơ là số 1, anh Công chỉ là số 2 thôi. Anh cũng có 52 đô kìa. Ôi giời. Hello Nga. Nga đã có thu nhập rồi hả? Nga có thu nhập bao nhiêu buổi sáng ngày hôm nay rồi? Nên là thử xem là trong buổi sáng ngày hôm nay, trong một buổi cả nhà chúng ta trong cái thời điểm là dịch bệnh Covid thế này, thì chúng ta ở nhà chúng ta làm gì để có thu nhập? Một ngày chúng ta có thu nhập bao nhiêu? Xem là một ngày chúng ta có thu nhập bao nhiêu đúng không ạ? Không có đô nào luôn. Thanh Nga đã có 30 đô rồi kìa. Đấy. Thấy không? Ở nhà vẫn có tiền đúng không? Thế thì ai mong muốn chúng ta là ở nhà cũng có tiền? Gần như là ai cũng mong muốn à. Và Công thấy là nhiều người ở ngoài kia thì nhiều người vẫn kêu ca suốt là không có tiền. Có những người gặp suốt ngày kêu không có tiền, xong lại là muốn bán cổ phần, bán tài khoản. Ôi trời ơi, bán tài sản nguy hiểm quá. Hello anh Thành. Anh Thành ở trên Lạng Sơn, nghe là trên Lạng Sơn có F0 rồi đúng không? Một F0 được xác minh ở tại bệnh viện Đồng Mỏ. Một F0 ở trên Cao Lộc. Lạng Sơn là cẩn thận nha, Lạng Sơn là bắt đầu có dịch nha.
Hello Đức Lịch nha. Cậu Út, thỉnh thoảng em đi ngủ cũng có tiền anh Công ạ. À, đi ngủ có tiền này. Thỉnh thoảng đi ngủ có tiền là được rồi. Đấy là chúng ta đã tạo ra dòng tiền ngay khi mà còn đang ngủ rồi. Tuyệt vời đúng không ạ? Đúng rồi, bán là mang mốt nối tiếc. Bây giờ mình có một ít tài sản, có tí 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 tài sản thôi mà đùng một cái đòi bán tài khoản, kêu không có tiền. Công rất là đáng thương cho người đó. Bởi vì sao? Bởi vì lúc nào cũng kêu không có tiền, mà chẳng thấy kêu là không có kiến thức. Suốt ngày kêu là không có tiền nhưng mà chẳng bao giờ thấy kêu là không có kiến thức. Chẳng bao giờ kêu là ít kiến thức quá, cần học hỏi kiến thức để anh em chia sẻ cho. Hello Nguyễn Ngọc Trai, anh Công đẹp trai. Lương Hải, chào em Công. Em chào anh Hải đẹp trai. Không nỗ lực lấy gì mà đúng rồi, làm chân điệu chính xác luôn. Bây giờ cuộc sống của mình ấy, nhiều khi chúng ta thấy một điều là những người mà không có tiền, không kiếm được tiền mà suốt ngày kêu không có tiền ấy, là những người mà không bán cái giá trị của mình cho xã hội. Cái giá trị của mình không đủ lớn thì làm sao mình có tiền được. Tất cả tiền nó phải đổi được bằng cái giá trị của mình. Anh chị em có công nhận không ạ? Khi chúng ta là một cái nhân tố tốt trong xã hội, chúng ta là một cái hạt giống tốt trong xã hội thì chắc chắn chúng ta sẽ có giá trị. Bây giờ chúng ta tự cho chúng ta là hạt giống lép thì làm sao mà có giá trị được. Hello Hoàng Hải nha. Chúc mừng Hoàng Hải, trong thời gian vừa qua đã có rất nhiều thu nhập lớn, có rất nhiều các chuyên gia kinh tế học đã đầu tư với em Hải với những khoản đầu tư rất là lớn, rất là khổng lồ. Anh chị em đều biết rồi. Chúng ta cùng nhau chúc mừng em Hải nào. Hello Hồi Hiền. Đó. Cho nên là bất kỳ ai, chúng ta cũng là một hạt giống. Đúng rồi, hạt giống tốt sẽ nảy mầm. Chính xác rồi. Bất kỳ ai, mỗi con người chúng ta đều là một hạt giống của xã hội này, của cái cuộc sống này. Và nếu như chúng ta không biết dịch chuyển cái hạt giống, tự dịch chuyển mình sang cái môi trường tốt để nó nảy mầm, để nó phát triển, thì đồng nghĩa việc là mình đang chấp nhận một cái hạt giống tốt nhưng mà để trong một cái nền bê tông. Thế thì theo cả nhà thì chúng ta thì nếu như hạt giống tốt mà để trên một nền bê tông thì nó giúp cho hạt giống phát triển không ạ? Giúp hạt giống phát triển không ạ? Đó, gần như là không có đúng không ạ? Bởi vì làm sao hạt giống tốt đi mấy đi chăng nữa mà để trên nền bê tông làm sao nó phát triển được? Cho nên chúng ta cần phải dịch chuyển sang cái môi trường mảnh đất tốt để chúng ta làm sao ươm mầm nó thì nó phát triển được. Đó. Chúc mừng em Hải. Hello tất cả anh chị em nha. Có rất nhiều anh chị em đang vào buổi chúng ta rồi. Nguyễn Đức Tuấn. Hello Nguyễn Đức Tuấn. Đó. Thì quay lại cái câu chuyện là hạt giống ấy. Thế thì bản thân mỗi người chúng ta cần phải làm sao? Cần phải xác định lại, định vị lại được cái bản thân của mình. Mình muốn gì? Mình muốn ở cái môi trường nào? Anh chị em nha. Chúng ta nói về chủ đề là giàu nghèo, nói chủ đề là tiền và người giàu và người nghèo. Thực ra người giàu chẳng có gì sai mà người nghèo cũng chẳng có gì sai cả. Tuy nhiên có một điều khác biệt, đó là gì? Đó là những người nghèo thì hay là gì ạ? Hay chỉ trích những người giàu, hay phê phán những người giàu, bảo là họ giàu chắc là họ làm cái gì đó sai, họ chắc là đi buôn bán cái gì đó nó làm sao, nó giống như đi buôn lậu hay là cái gì đó, làm cái gì đó sai trái thì mới đem về dòng tiền, nhiều tiền. Thực ra đấy là cái suy nghĩ của ngày xưa rồi các anh chị em nhé. Cho nên chúng ta, nếu như chúng ta nhìn thấy một ai đó mà giàu có hơn chúng ta mà chúng ta lại không học hỏi họ, không ngưỡng mộ và học hỏi họ, mà trong khi đó chúng ta lại đi phê phán họ và đi nói xấu họ, luôn luôn chỉ trích họ, thì chẳng bao giờ chúng ta khá được anh chị em nha. Đừng mang tư duy của người nghèo đi chỉ trích người giàu. Bởi vì sao ạ? Bởi vì bạn sẽ chẳng bao giờ học được cái gì ở họ đâu. Bởi vì họ sẽ không bao giờ sẵn sàng chia sẻ cho bạn khi mà bạn là những người liên tục đi chỉ trích người khác. Đó, cho nên cái sự khác biệt của người giàu và người nghèo nó ở chỗ đó. Thế tại sao ông Donald Trump và ông Robert Kiyosaki, ông có một cái tư duy, có một cái gì ạ? Có một ý tưởng, đó là gì? Đó, có một cái sứ mệnh, đó là gì ạ? Tại sao chúng tôi muốn bạn giàu, đúng không ạ? Có một cái thông điệp. Tại sao người ta là tỷ phú thế giới, tỷ phú đô la rồi mà người ta lại muốn người khác, vẫn muốn người nghèo trở nên giàu có? Khi mà họ thành tỷ phú rồi, họ còn cần lợi dụng, cần lừa bằng hạt gì các anh chị nữa không để mà họ trở nên giàu có không? Mà tại sao họ lại làm vậy? Các anh chị, những ai mà chưa hiểu được cái giá trị đó thì chúng ta cần phải học hỏi nhiều hơn. Đúng rồi, người giàu tập trung vào giải pháp,
và người nghèo là tập trung vào vấn đề đó. Thế nếu như chúng ta nhìn thấy xung quanh của mình ấy, những người giàu, những người nghèo ấy, đó, những người nghèo ấy, thì phần đa là họ tập trung vào vấn đề của họ thôi, và họ loanh quanh luẩn quẩn mãi vẫn không thoát ra khỏi cái vấn đề của họ. Khi mà họ gặp một cái biến cố hay một cái vấn đề gì đó trong cuộc sống thì gần như là cái cuộc sống của họ đi xuống, có đúng không anh chị? Đó, còn người giàu thì sao? Người giàu thì người ta giải quyết rất đơn giản, chẳng có vấn đề gì lớn đối với họ cả. Đó, bởi vì riêng về trong cái tư duy của họ đâu, họ đã làm sao thay đổi từ đó rồi. Còn những người nghèo thì làm sao? Nhìn thấy vấn đề là gì ạ? Là bắt đầu là kêu ca, nhìn vấn đề là phàn nàn và liên tục kể lể vấn đề của mình ở trên gì ạ? Trên các trang mạng xã hội, gặp ai cũng kể lể vấn đề của mình thì làm sao mà giàu được? Và chúng ta phải làm sao? Nén đau thương để làm sao biến từ cái vấn đề đó trở thành cái động lực của mình. Chứ biến cái khó khăn của mình thành cái gì vấn đề thì làm sao mình giàu được, đúng không ạ? Đó, cho nên muốn giàu có thì trước tiên là mình phải thay đổi từ suy nghĩ. Đó, chúng ta cần phải suy nghĩ của người giàu, phải có tư duy của người giàu trước đã. Bây giờ mình muốn giàu có nhưng mà lại có tư duy của người nghèo, muốn vẫn làm theo cách của người nghèo, hành động theo giống như những người nghèo khác, thì làm sao mình giàu có được? Đó, người giàu sống phóng khoáng đơn giản, đúng rồi, người giàu sống phóng khoáng đơn giản, và làm sao họ luôn luôn mong muốn hỗ trợ giúp đỡ cho người khác, đúng không ạ? Họ mong muốn người khác trở nên giàu có, còn người nghèo thì làm sao dìm nhau, thấy ông kia giàu lên một tí là bắt đầu dìm, canh tị các kiểu, đúng không ạ? Phê phán, mỉa mai, nói là ông này đi lừa đảo, ông này đi làm cái này cái kia xấu, buôn lậu hay cái gì đó vân vân. Đó, cái tư duy đấy là tư duy rất là cũ anh chị em nha. Đó, người giàu đầu tư để thắng, người nghèo đầu tư để không bị thua. Đúng rồi, có một cái tư duy đó là gì? Đó là người giàu thì đầu tư để sao? Để chiến thắng. Đó, còn người nghèo thì chơi cuộc chơi để làm sao? Để không bị thua thôi. Đó, cho nên là có một cái tư duy đó là gì? Đầu tư để thắng hay là đầu tư để giàu có, nó khác nhau hoàn toàn. Đó, đầu tư để thắng thì nó rất đơn giản, chúng ta chỉ thắng một tí thôi là cũng là thắng rồi, nhưng mà đầu tư để trở thành giàu có thì được khác hoàn toàn. Là chúng ta cần phải có tầm nhìn, đúng không ạ? Muốn giàu phải có tư duy của người giàu, đúng rồi. Bây giờ chúng ta muốn làm sao, muốn cuộc sống của mình trở nên giàu có mà mình lại không đi học cách của người giàu làm và làm theo cách của mình thì làm sao mình giàu được? Ví dụ như là một anh công nhân, đúng không ạ? Một anh công nhân, anh đi làm công nhân và anh làm sao anh mong muốn anh giàu có, anh mong muốn là anh có làm sao khối tài sản lớn, anh mong muốn anh có thu nhập khoảng 50 triệu, 100 triệu một tháng, 500 triệu một tháng. Nếu như anh công nhân mà mong muốn như vậy mà anh lại lựa chọn cái công việc đó là anh tiếp tục đi làm công nhân thì làm sao mà anh có thể làm sao có kết quả giàu có được, đúng không anh chị? Đó, cho nên trước tiên chúng ta muốn giàu có, chúng ta phải học cách của người giàu. Đó là gì? Đó là xem cái ông này tại sao ông lại giàu có để mình đi làm theo ông đấy. Xem là anh Vượng, anh làm gì giàu có? Anh đầu tư bất động sản, anh đầu tư gì cổ phần doanh nghiệp, anh nắm giữ cổ phần doanh nghiệp, anh phát triển công ty doanh nghiệp của ông ấy thì anh ấy giàu có. Đó, thì chúng ta cần phải học theo những người giàu đó, học theo những cái giới tỷ phú thì chúng ta mới giàu được. Thế ở trên thế giới có những em bậc thầy về đầu tư như ông Warren Buffett, tại sao ông giàu có? Ông không kinh doanh gì nhiều mà tại sao ông giàu có? Đó, thế thì mình đi tìm hiểu xem là cuộc sống ông làm gì để giàu. Thì hóa ra là gì? Là ông ấy mua cổ phần của các doanh nghiệp, ông đầu tư chứng khoán, ông đầu tư một cái cổ phiếu của công ty nào đó và ông để đó mãi mãi chẳng bao giờ bán đi. Ví dụ như là Coca-Cola hay là gì ạ? Hay là da cọ dâu Winnet hay là Colgate vân vân. Đó, thì chúng ta hiểu một điều là gì? Là cái người giàu họ biết tận dụng cái đòn bẩy về dòng tiền, họ rất biết tận dụng về đòn bẩy về đầu tư. Đó, thế thì họ trở nên giàu có, vậy thì mình muốn nhược như họ thì làm sao? Mình cũng phải học cách đầu tư, học cách làm sao, học cách có tư duy được đột phá. Đó, tư duy đúng sẽ đem về kết quả đúng, còn tư duy sai thì sẽ đem kết quả sai cho chúng ta thôi. Đó, thay đổi tư duy, đa dạng môi trường, đúng rồi. Người giàu giúp người thành công đạt được công việc hoặc cuộc sống, đúng rồi. Giàu để giúp đỡ nhiều người khác nữa. Đó, người nghèo dẫm đạp lẫn nhau. Đúng rồi đấy anh chị em, rất là chuẩn luôn. Đó, thành phần tầng lớp của xã hội ắt sẽ có giàu nghèo. Ai nếu ai cũng giàu hoặc ai cũng nghèo thì không phải xã hội. Đúng rồi, nó phải hình thành ra người giàu và người nghèo. Tuy nhiên là chúng ta hiểu được một điều là nếu như chúng ta biết chúng ta có thể có cơ hội để trở nên giàu có mà chúng ta chấp nhận cuộc sống của nghèo là chúng ta đang sai. Sai ở đây nó lỗi gì? Nó sai cho chúng ta thôi, không phải sai cho ai khác cả.
đó sai cho chúng ta và sai cho xã hội. Cái lựa chọn nó quan trọng. Ví dụ như là một người nào đó biết mình có những cái cơ hội để mình bứt phá, để mình trở nên giàu có, nhưng họ lại không hành động, không dám hành động họ. Bởi vì sao? Bởi vì họ sợ hãi, họ sợ mất tiền, họ sợ cái gì đó, không chấp nhận cái rủi ro. Vậy thì cuộc sống chúng ta luôn luôn tồn tại rủi ro, tại sao chúng ta không dám chấp nhận rủi ro, đúng không ạ? Đó, chỉ cần chúng ta chấp nhận rủi ro và chúng ta bước sang một cái gì mới đó, và chúng ta biết được cái đó nó có thể giúp cho chúng ta trở nên thành công hơn, trở nên giàu có hơn, thì tội gì mình không bước sang. Đó, về những cái câu chuyện ngày xưa, nên nếu như ngày xưa ai đó mà cũng biết đến về cái cổ phần của Facebook, và chúng ta sở hữu cổ phần của Facebook ấy, thì cái câu chuyện là ngày hôm nay rất nhiều người giàu rồi. Tuy nhiên làm sao? Rất nhiều người không tin và rất nhiều người không dám hành động, đó là không dám sở hữu cổ phần của Facebook. Thì cái câu chuyện là ngày hôm nay, đối với ngày hôm nay, cái thị trường ngày hôm nay thế thôi, nó luôn tồn tại, luôn luôn tồn tại những người giàu và người nghèo. Người giàu không sai, người nghèo cũng chẳng sai, đúng không ạ? Xã hội nó lại như vậy. Nhưng tuy nhiên là chúng ta biết được là nếu như chúng ta cố gắng hơn, mạnh mẽ hơn, mạnh dạn hơn, dám vượt qua cái nỗi sợ hãi của mình, thì tất cả mọi người đều có cơ hội để trở nên giàu có. Vậy thì giàu có nó tốt hơn là nghèo chứ, đúng không ạ? Nếu như những người mà làm sao, những người chỉ đi làm để làm sao để có mưu sinh cuộc sống hàng ngày ấy, đó, họ đâu có sai. Tuy nhiên làm sao ạ? Tuy nhiên là họ muốn phát triển, họ muốn bứt phá hơn thì chắc chắn họ phải thay đổi. Còn nếu không thay đổi thì chắc chắn cuộc sống họ vẫn như vậy. Đó, và ví dụ như ngày hôm nay mình nhìn thấy là cái gì ạ? Những cái tình cảnh như là Covid nó xảy ra, một số anh em đi làm công nhân ấy, đó, đi làm công nhân, đi làm thuê ở các công ty đấy, mà công ty dừng thì làm sao các bạn có lương, đúng không ạ? Thế thì chúng ta hình dung cái câu chuyện là gì? Là nếu như chúng ta tiếp tục cuộc sống như vậy trong dài hạn, thì liệu khi mà cái biến cố Covid nó liên tục xảy ra, thì chúng ta làm sao để lo cuộc sống của mình? Và tại sao mà rất nhiều người khi nghèo, khi mà biến cố Covid các kiểu nó xảy ra ấy, thì mọi người bắt đầu kêu ca và không có tiền, nhà nước bắt cách ly ở nhà, giãn cách xã hội ở nhà, lấy tiền đâu mà ăn. Thực ra thì không thấy mọi người kêu ca thôi, chứ thực ra là có rất nhiều người họ có tiền họ vẫn kêu. Bởi vì sao? Bởi vì không thấy là Tết, tại sao những cái dịp nghỉ Tết ấy các bạn lại muốn nghỉ lâu, đúng không ạ? Tại sao cái dịp nghỉ Tết Nguyên Đán ấy các bạn lại muốn nghỉ hàng tháng trời để đi chơi? Các bạn vẫn có tiền cơ mà. Tại sao đến khi mà dịch trong giãn cách 15 ngày thôi mà đã giãn cách vài ngày đã kêu ca rồi? Tức là gì ạ? Tức là người nghèo thì họ hay luôn luôn đổ lỗi, đúng không ạ? Còn người giàu thì họ sao? Họ không bao giờ như thế, không bao giờ họ kêu. Chỉ có những người nghèo họ kêu thôi. Đó, thì cho nên là chúng ta cần phải làm sao có tư duy đúng. Cần có tư duy đúng sẽ giúp chúng ta, thứ nhất là giúp bản thân mình có cuộc sống tốt hơn này, giúp cho gia đình có cuộc sống tốt hơn này, giúp cho xã hội này làm sao bớt gánh nặng. Đây là cái điều mà sao nó thiết yếu của cuộc sống mà. Đó, dân số 98% dân số thì bác cứ tính tỷ lệ người nghèo bao nhiêu phần trăm. Thực ra thì cái tỷ lệ người giàu, người nghèo nó chênh lệch nhau rất là nhiều. Và càng về sau này thì nó sẽ càng chênh lệch. Chúng ta có thể nhìn thấy là cái giới người giàu, siêu giàu nhá, giới siêu giàu ấy. Đó, thì ngày hôm nay là cái giới siêu giàu nó đang đi rất nhanh. Còn cái diện đến những nhóm người nghèo ấy thì làm sao nó đi rất là chậm. Thì chúng ta hình dung ra là các chuyên gia kinh tế cách đây 2 năm thì không có xem một cái bản tin kinh tế của các chuyên gia kinh tế thế giới, họ nói là trong khoảng 10 năm nữa cái khoảng cách của người giàu và người nghèo sẽ kéo giãn ra. Tức là ngày hôm nay nó khoảng cách này thì sau 10 năm nữa nó sẽ là dài ra như này. Đó, anh em hình dung ạ. Tức là ngày hôm nay nó chỉ khoảng ở đây thôi, nhưng 10 năm nữa nó sẽ kéo giãn ra như này. Thì câu chuyện là chúng ta hiểu một điều là gì ạ? Là cái giới người giàu nó đang giàu lên rất nhanh, còn giới người nghèo thì chúng ta làm sao dậm chân tại chỗ. Đó, và dậm chân tại chỗ đồng nghĩa việc là chúng ta đang thụt lùi lại. Đang thụt lùi lại, vậy thì thụt lùi lại thì cái cuộc sống của mình nó tụt lại thì chúng ta mong muốn như nào ạ? Đúng không ạ? Đó, và chính vì vậy thì rất là mong muốn là anh em khi mà chúng ta hiểu ra cái vấn đề là gì. Trước tiên là chúng ta cần phải thay đổi tư duy khi muốn thay đổi cuộc sống của mình. Bởi vì cái tư duy nó quan trọng. Cái tư duy nó quan trọng cực kỳ luôn anh chị em nha. Cái tư duy giàu có. Ví dụ như là chúng ta làm sao chúng ta có cơ hội làm giàu, nhưng mà chúng ta chưa có cái tư duy giàu có. Chúng ta chưa có cái tư duy lớn, chưa mong muốn mình giàu có thì làm sao giàu được. Đó, trước tiên là mình phải mong muốn mình giàu có trước đã. Mình phải mong muốn mình có bao nhiêu tiền, mong muốn mình là ai trong tương lai, mong muốn mình làm gì để làm sao để trở nên giàu có đã. Vậy thì nếu như mình còn chưa có cái đó thì cái cuộc sống của mình nó sẽ chưa có gì thay đổi. Đó, làm gì để giảm nghèo, bác giúp em. Thực ra để giảm nghèo thì nó không khó. Đấy, quan trọng là chúng ta có hành động hay không.
đúng không ạ? Phần đa tất cả chúng ta đều có cái sự thông minh của mình, đều có kiến thức, đều có thông minh, đều có trí tuệ, đều có não để suy nghĩ. Cái quan trọng nhất là chúng ta ít học hỏi, ít học hỏi đó. Và nếu như chúng ta không chịu khó học hỏi, không chịu khó đọc sách, đọc tư duy, đọc kiến thức về làm giàu, đọc về những cái gì, những cái trải nghiệm của những các tỷ phú họ đi trước, họ làm sao họ dạy cho chúng ta ở trên các quyển sách đó, thì tất cả cái điều đó là nó sẽ giúp bổ túc cho chúng ta những cái kiến thức thực sự sâu, để làm sao giúp chúng ta thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn của cái cuộc sống nghèo khó của mình đó. Thực ra thì đúng rồi, bác nói tư duy chỉ là một góc cạnh, chưa phải là một vế. Thực ra thì trước tiên mình muốn giàu thì mình phải có tư duy trước. Tư duy giàu có tức là mình phải thay đổi suy nghĩ đã. Tư duy đó là suy nghĩ tích cực lên. Bây giờ mình muốn chẳng hạn như là chúng ta muốn làm sao muốn có được một khối lượng tài sản khoảng 5 tỷ, 10 tỷ mà chúng ta lại không có suy nghĩ, đúng không? Không có suy nghĩ là mong muốn phải có số tiền đó, thì chắc chắn là mình sẽ chấp nhận cái cuộc sống là mình đi làm thuê, làm công nhân hay là đi làm văn phòng các thứ, để làm sao mỗi một này diện, mỗi một ngày cống hiến khoảng 8 tiếng đến 12 tiếng để làm sao có thể đưa về hàng tháng cái tiền lương của mình là khoảng bao nhiêu ạ? Khoảng 10 đến 12, 15 triệu đến 20 triệu một tháng. Thế thì mình mong muốn là mình có khoảng 10 tỷ, 20 tỷ mà mình đi lựa chọn công việc đó, thì liệu bao giờ mình sẽ kiếm được 10 đến 12 tỷ đến 50 tỷ, đúng không ạ? Vậy thì trước tiên mình phải làm sao? Phải mong muốn thay đổi. Mong muốn thay đổi thì lúc đó mình mới làm sao mới đi học cái kiến thức để mình thay đổi. Học ở đâu? Học bây giờ thì có rất nhiều cái khóa học đó, về tư duy thì nó vô cùng nhiều đó, tư duy được vô cùng nhiều. Học anh của tiến sĩ Lê Thẩm Dương, học anh Phạm Thành Long, học các diễn giả ở Việt Nam cũng như nước ngoài, người ta dạy rất nhiều về kiến thức, về tư duy. Thế chúng ta đã bao giờ chúng ta bỏ cái thời gian để mình học chưa? Còn Công thì học rất là nhiều, rất chịu khó học, và Công hay đọc sách nữa. Vậy thì nếu như chúng ta không làm những cái điều mà những người giàu họ thường làm, thì làm sao mình có thể có kiến thức để làm giàu giống như họ? Làm sao mình có kiến thức để quản lý tài chính, quản lý tiền của mình được, đúng không ạ? Đúng rồi, trước tiên mình phải học trước đã. Đầu tư, cái khoản đầu tư không bao giờ thua lỗ. Người ta nói rồi, khoản đầu tư không bao giờ thua lỗ đó là gì ạ? Đó là đầu tư vào bản thân mình. Khi mà chúng ta đầu tư vào bản thân đủ lớn rồi thì chắc chắn là mình sẽ có rất nhiều kiến thức để mình giao lưu với những cái diện, với những giới người giàu. Và khi mình giao lưu nhiều với giới người giàu thôi, thì mình mới giúp cho mình có kiến thức, có diện, có cái kinh nghiệm và có cái cơ hội để làm giàu giống như họ. Còn bây giờ mà mình cứ đi học xong cấp 3, nghĩa là học xong rồi, xong đi học đại học. Đi học đại học xong mình cứ nghĩ là học xong rồi, xong là về đi kinh doanh các thứ, rồi lại bắt đầu là có những thời điểm là có những công ty phá sản rất là nhiều. Và chúng ta nhìn thấy là trong những thời điểm Covid này thì kể cả những công ty đang phát triển cũng phá sản bình thường. Bởi vì sao? Bởi vì nó ảnh hưởng bởi cái gì ạ? Bởi cái sóng thần Covid đó. Thế thì cái câu chuyện là gì? Là nếu như chúng ta có đủ kiến thức thì chắc chắn chúng ta sẽ có những cái lựa chọn nó tốt hơn, để làm sao giúp cho mình làm sao tránh được cái vấn đề là Covid đó. Nhưng chúng ta chưa đủ thì chắc chắn là chúng ta lao vào để làm sao để khôi phục công ty của mình. Cứ thấy Covid nó giảm một chút là bắt đầu chúng ta lao vào đầu tư hết vào cái thời điểm đó để làm sao để phát triển tiếp. Thì nó lại Covid, nó lại làn sóng thứ 2, thứ 3 đến thứ 4. Đó, bây giờ chúng ta đang làn sóng thứ 4 rồi, đúng không ạ? Thì nó lại sánh sập tiếp. Thế thì có phải là chúng ta bao nhiêu công sức của mình nó dồn vào đó, và nó đang làm sao, nó đang chững lại tất cả không? Đó. Cho nên là trước tiên mình phải đầu tư vào kiến thức trước, đầu tư bản thân trước, để làm sao mình nhận định được thị trường. Mình nhận định được thị trường rồi thì làm sao lúc đó mình ra hành động, mình ra lựa chọn những cái nào nó cái tốt thực sự, để mình biết được anh này cái tốt không, anh kia có tốt không. Ví dụ mình bước vào một thị trường nào đó để đầu tư hay kinh doanh, thì liệu cái thị trường đó nó có tốt để mình kinh doanh không, nó đi đúng xu thế không, đúng không? Đúng rồi, kiến thức chỉ là 50%, đúng rồi, còn phải trình độ thực thụ. Thực ra thì đúng đó, kiến thức 50%, kiến thức chiếm 50%, nó đem từ cái kiến thức mình có, nó sẽ bổ trợ cho mình vấn đề là phát triển và lựa chọn ngành nghề để mình phát triển, để mình kinh doanh hoặc đầu tư đó. Còn đối với anh thì đối với Công thì thực ra thì Công cũng đã trải qua cái kinh doanh truyền thống 14-15 năm, và cũng Công hiểu được vấn đề là gì ạ, là kinh doanh truyền thống nó có những cái khó khăn thực sự của kinh doanh truyền thống. Rất nhiều người đã nhìn thấy mình làm thấy là rất là ok đấy. Nhưng mà chỉ khi người ta bước vào cái thị trường của mình, người ta mới biết được là cái sự khó khăn nó như nào. Đó, và khi mà Công thoát ra khỏi kinh doanh truyền thống rồi thì Công cảm thấy nhẹ người hơn rất nhiều. Đó, nhẹ hơn người hơn rất nhiều. Và Công hướng đến vấn đề là mình làm sao mình đầu tư vào những doanh nghiệp nó đang phát triển,
những doanh nghiệp nó đang đổi mới, nó phát triển theo những cái lĩnh vực đổi mới, thì mình nhìn thấy cái tương lai nó lớn hơn. Đó, và chính vì tại sao mà ngày hôm nay Công tập trung đầu tư vào doanh nghiệp và phát triển về công nghệ giao thông Scaleway. Và có rất nhiều anh chị em thì dĩ nhiên là chúng ta chưa nhìn thấy góc độ là Scaleway nó phát triển mạnh như nào. Bởi vì đây là một công ty startup, nó là một công ty khởi nghiệp. Đó, một công ty khởi nghiệp thì dĩ nhiên nó khác với là một công ty đang phát triển. Chúng ta không thể đem một cái công ty khởi nghiệp để so sánh với một công ty đang phát triển giống như anh Vingroup được. Đừng so sánh như vậy được, bởi vì mọi so sánh nó đều khập khiễng. Và chúng ta cần nhìn vào cái gì ạ? Nhìn vào cái tầm nhìn của nhà sáng lập, nhìn vào cái gì ạ? Nhìn vào cái sứ mệnh của công ty đó nó phát triển. Đó, thế thì để làm sao chúng ta lựa chọn được? Bác thì không có công, bác thì không có công ty riêng, bác chỉ có công ty chung thôi. Đó là công ty Scaleway là công ty chung của bác thôi, chứ còn bên công ty riêng bây giờ bác không dạy gì mà tự ra ngoài lại mở một công ty vậy, lại bắt đầu lại đau đầu. Bởi vì cái đỉnh cao của dòng tiền nó là lĩnh vực đầu tư. Đỉnh cao của dòng tiền là đầu tư. Và tại sao chúng ta không tận dụng cái gì, cái sức mạnh của các doanh nghiệp khác cũng đang phát triển? Tại sao mình phải nhúng tay vào làm gì nữa? Đúng không? Có rất nhiều anh chị em thì nghĩ là phải có công ty mới làm sao mới phát triển được. Và Công kể cho anh Tú nghe một câu chuyện này. Anh có một anh bạn cũng sinh năm 82, làm doanh nghiệp rất lớn, rất lớn ở Hà Nội, ở một số tỉnh thành. Có rất nhiều chi nhánh cả Sài Gòn, cả Tây Nguyên. Đó, và cả Hà Nội. Đang phát triển rất mạnh. Và đến ngày hôm nay là bạn ấy đang rơi vào phá sản. Đang rơi vào phá sản nha. Và trong mấy năm trước thì đang phát triển đỉnh điểm luôn ạ. Lên TV luôn ạ, ầm luôn, thực sự. Doanh nghiệp đấy ạ. Và còn ngày hôm nay thì đang phá sản này. Đang chuẩn bị tuyên bố phá sản luôn. Vận nợ nần rất nhiều. Thế thì công ty để làm gì? Nếu như chúng ta cứ nghĩ là chỉ công ty mới thành công thì không phải. Con đường thành công nó không phụ thuộc vấn đề là bạn có là chủ công ty đó không. Mà quan trọng là bạn sẽ làm sao? Sẽ có bao nhiêu cổ phần của bao nhiêu công ty khác nhau. Nếu như chúng ta có mình tư duy đầu tư này, nó giống ông Warren Buffett ấy. Ông chủ của gì ạ? Ông chủ của Coca-Cola, ông còn thu nhập thấp hơn cả gì ạ? Cả ông Warren Buffett. Ông Warren Buffett, ông chỉ nắm giữ cổ phần thôi, ông không điều hành gì cả. Còn ông chủ thì làm sao phải điều hành tất cả các thứ, mọi thứ. Và thu nhập thì làm sao ông Warren Buffett ông nhiều hơn. Tại sao lại như vậy? Đúng ạ? Đó. Cháu chào cô ạ, Pha Linh. Thái độ quan trọng hơn trình độ, đúng rồi. Chỉ có 10% kiến thức, còn lại là thái độ quyết định. Nếu chúng ta có thái độ tốt trong một cái thị trường nào đó thì chúng ta sẽ kiếm rất nhiều tiền. Đó, chính xác là như vậy. Đúng không ạ? Mình có tiền mình phải có gắng đầu tư. Đúng rồi, đầu tư. Chúng ta phải hiểu một điều là đầu tư, cái gì nó cũng có rủi ro anh chị em nhá. Anh chị em hiểu một điều là bất kỳ doanh nghiệp nào cũng có rủi ro phá sản hết. Anh có thể định chọn ngày tốt, ngày lành tháng tốt để anh mở công ty, nhưng anh không thể nào chọn ngày lành tháng tốt để anh đóng cửa công ty được. Tất cả các chủ doanh nghiệp đều trong tình trạng đó hết ạ. Và những doanh nghiệp đổi mới, những ông chủ doanh nghiệp đổi mới ấy, là người ta có một cái sự tư duy khác hơn. Có rất nhiều ông chủ đã thay đổi cái tư duy đó là gì ạ? Tập trung vào doanh nghiệp của mình, sau đó thì đem lợi nhuận để làm sao để sở hữu những cái cổ phần của những doanh nghiệp khác nhau. Đó. Đúng rồi, chính xác đấy em. Mỗi người có cách làm việc theo chuyên môn riêng của họ. Chính xác là như vậy. Bởi vì khi mà họ tập trung vào cái chuyên môn của họ và họ phát triển doanh nghiệp của họ, thì dĩ nhiên là họ sẽ làm sao, họ sẽ tập trung 100% cho họ thôi. Cho nên tại sao mà có rất nhiều công ty là khi mà gì ạ, biến cố xảy ra, doanh nghiệp phá sản là họ đi ăn mày nha. Khi mà họ tập trung 100% vào doanh nghiệp của họ, và khi doanh nghiệp của họ phá sản là họ đi ăn mày. Thực sự nó là như thế đấy ạ. Đây là cái câu chuyện nó hiển nhiên nó đang xảy ra trước mắt chúng ta. Cho nên là anh thì anh có một cái tư duy là gì ạ? Là anh sẽ không sở hữu một doanh nghiệp mà anh sở hữu nhiều doanh nghiệp khác nhau. Sở hữu nhiều doanh nghiệp khác nhau bằng cách là sở hữu nhiều cổ phần của nhiều doanh nghiệp khác nhau. Và anh sẽ không là người điều hành công ty. Đó, có thể là mình ăn ít đi một tí, nhưng mình làm sao thoải mái hơn về tự do về tài chính, thoải mái hơn về tài chính. Đây là góc độ của nhà đầu tư. Đó, còn chúng ta không có cái sự khác nhau. Cái sự khác nhau của nhà đầu tư và gì ạ? Và chủ doanh nghiệp ở chỗ này này. Của kinh doanh là như này này. Nếu như chúng ta đi đầu tư đó, thì chúng ta chỉ làm sao chỉ lựa chọn doanh nghiệp thôi.
còn chúng ta đi kinh doanh và làm sao xây dựng doanh nghiệp thì nó khác hoàn toàn, là chúng ta cần phải lo từ A đến Z, đúng không ạ? Lo từ A đến Z. Vậy thì thay vì chúng ta làm sao chúng ta suốt ngày đi lo từ A đến Z, thì tại sao chúng ta không lựa chọn một cách là gì? Là mình mua cổ phần của họ, sau đó kệ họ làm việc. Mình biết công ty họ tốt, lựa chọn ok thôi. Quan trọng nhất lựa chọn này. Ví dụ thấy ông Skoy ok, ví dụ thấy ông Vinamilk ok, đó, ví dụ thấy là Vietcombank ok, hay là VPBank ok, là có thể sở hữu cổ phần của họ. Đơn giản là như vậy thôi. Và làm sao? Và hàng quỹ chúng ta được hưởng cổ tức mà. Và nếu như công ty mà ngày càng phát triển hơn nữa thì đồng nghĩa việc là diện cái giá trị cổ phần của mình tăng trưởng ở trên sàn chứng khoán, thì việc cái tài sản của mình tăng trưởng là chuyện đương nhiên. Cho nên là nhà đầu tư nó đơn giản hơn nhiều. Nó không cần phải làm sao, cần phải có trình độ, không cần phải có IQ cao, mà chỉ cần làm sao, chỉ cần có tư duy đầu tư một chút thôi. Tức là chúng ta hiểu được vấn đề là gì, là tận dụng cái gì ạ, cái sức mạnh của tiền đem đi để bắt tiền nó làm việc cho chúng ta. Thì đây là cái tư duy của một nhà đầu tư. Còn nếu như chúng ta đem tư duy của một ông chủ ra để so sánh với tư duy của một nhà đầu tư, nó lại khác nhau. Ông chủ rất là anh làm sao, anh chỉ nhìn vào doanh nghiệp của anh, và anh làm sao hướng đến vấn đề là càng mở rộng doanh nghiệp của anh càng tốt. Và tuy nhiên là ông chủ sẽ có cái rủi ro lớn, đó là gì? Đó là vô tình mà Covid nó xảy ra như này thì doanh nghiệp phá sản. Doanh nghiệp phá sản thì đồng nghĩa việc là gì ạ? Là ông chủ cũng đi ăn mày. Đó. Cho nên là chúng ta có tư duy đầu tư thì nó sẽ khác hơn, đơn giản hơn. Và phần đa chúng ta hiểu vấn đề này, để làm được ông chủ thì không phải ai cũng làm được ông chủ, đúng không ạ? Cái quan trọng nhất là anh muốn trở thành một ông chủ doanh nghiệp lớn thì anh cần phải có gì ạ? Có rất nhiều kiến thức quản trị các kiểu. Nó không đơn giản. Tức là làm ông chủ cực kỳ khó, không phải dễ đâu ạ. Đó. Đúng rồi. Người cầm quyền bắt buộc phải có cái bỏ cái tố chất chất xám, chính xác luôn. Tức là để làm một ông chủ lớn không đơn giản một chút nào. Nó giống bây giờ anh em mình có làm sao, anh em mình có thể đi thay cho một chủ doanh nghiệp trong một thời gian khoảng 2 tháng được. Làm sao mình làm được? Không bao giờ làm được luôn. Cho nên là để có thể trở thành một ông chủ lớn thì chúng ta cần phải trải qua rất nhiều cái vấp ngã, đau thương đằng trước, rồi dần dần tích lũy kinh nghiệm, sau đó mình làm sao mới trở thành một ông chủ thực sự được. Đó. Cho nên là thay vì chúng ta là những người bình thường, những người làm sao ít vốn, những người ít kiến thức, ít học hành về góc độ là quản trị doanh nghiệp, thì chúng ta có thể lựa chọn đầu tư. Đây là cái con đường nó dễ hơn là so với chúng ta đi lựa chọn là chúng ta xây dựng doanh nghiệp. Bởi vì đầu tư thì mình chỉ cần lựa chọn doanh nghiệp để đầu tư thôi. Tức là chúng ta tìm kiếm doanh nghiệp có thông tin. Đó, có thông tin và tìm kiếm doanh nghiệp tiềm năng, là chúng ta hoàn toàn có thể đầu tư với số vốn vài chục triệu đến hàng trăm triệu, đến hàng vài trăm triệu đến hàng tỷ. Thì tại sao chúng ta không lựa chọn cách đó, đúng không ạ? Với Công thì hiện nay Công đang lựa chọn cách đó. Nó sẽ giúp cho chúng ta là giúp cho Công là nhàn hơn về cái suy nghĩ. Em chỉ giữ kiến thức. Nhưng mà em có kiến, đúng ra em có kiến thức nhiều, là em cần phải chia sẻ cho anh chị em nhiều hơn. Anh Tú nhá. Em chia sẻ cho anh chị em nhiều hơn, chia sẻ cho anh chị em, các anh em bạn bè ở trên xã hội chúng ta, làm sao giúp mọi người có được thêm kiến thức. Đây là cái điều tốt cho xã hội của mình. Bởi vì là không phải ai cũng có cơ hội để đi học, không phải ai cũng có cơ hội để học đại học. Đó, chúng ta hiểu một điều, như bản thân anh ngày xưa anh cũng không học đại học. Đó, và chính vì anh không học đại học cho nên là anh đã lựa chọn cái con đường là kinh doanh. Đó, kinh doanh và đầu tư. Còn những anh chị em nào đã có kiến thức về đại học, và chúng ta đã học, từng học đại học rồi, chúng ta có kiến thức sâu hơn về thị trường, về quản trị, về quản lý kinh doanh, về tài chính các thứ vân vân, thì chúng ta hãy tận dụng cái kiến thức của mình có để trao giá trị cho cộng đồng. Nó là cái điều tốt, giúp cho người khác hiểu hơn, giúp cho người khác biết nhiều hơn, giúp cho người khác làm sao lĩnh ngộ được nhiều kiến thức hơn về dòng tiền, về quản lý tài chính, là cái điều tốt cho xã hội của mình. Nó không có gì xấu cả. Và rất nhiều người khác đều cứ nghĩ là khi mà mình chia sẻ cho người khác kiến thức này nọ là mình vì một cái lợi ích tư lợi gì đó. Thực ra cái đấy nó không đúng đâu ạ. Chúng ta hiểu một điều là gì ạ? Là xã hội bây giờ nó không phải ai cũng có điều kiện để đi học đại học. Có rất nhiều con em học tốt ở trong phổ thông nhưng ra ngoài học đại học không có điều kiện, bởi vì gia đình không thể nào có cái điều kiện để chu cấp cho em đó đi học. Và chính vì vậy thì làm sao em đó là phải chấp nhận cái cuộc sống là đi làm sao đi làm bên ngoài. Đó. Còn về góc độ là có những người đã có cơ hội đi học đại học nhưng mà họ làm sao học không đến nơi đến chốn thì họ làm sao cũng bỏ học giữa chừng. Rất nhiều cái trường hợp, đúng không ạ? Vậy thì cái mấu chốt của cuộc sống của mình ấy, đó là gì? Đó là mình mong muốn cái cuộc sống của mình trở nên giàu có,
cái mỗi chất cuộc sống nha. Tất cả chúng ta đều mong muốn cuộc sống của mình trở nên giàu có, trở nên làm sao cuộc sống của mình trở nên tốt đẹp hơn, đó, khá giả hơn, hạnh phúc hơn. Bởi vì có tiền nó sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều so với không có tiền. Bởi vì không thấy nhiều gia đình là không có tiền là gần như là suốt ngày cãi nhau. Và đại dịch nó xảy ra, anh chị em có biết là đại dịch xảy ra như thế này thì là hai vợ chồng ở nhà không có tiền là cãi nhau, đánh nhau suốt ngày luôn ạ. Có những gia đình là cái tỷ lệ ly hôn sau đại dịch này là nhiều lắm đấy ạ. Bởi vì không có tiền, ở nhà tranh cãi nhau, đổ lỗi cho nhau, vân 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 vân, nhiều lắm. Và nó xảy ra rất là nhiều. Đó. Cho nên là chúng ta nhìn thấy là cái tiền nó chi phối cuộc sống của mình vô cùng lớn luôn. Và chính vì vậy thì mình cần phải làm sao lo cho cuộc sống mình tốt hơn. Ai cũng có nhu cầu mong muốn cuộc sống mình tốt. Tuy nhiên là để làm sao giúp cho cái điều mà mình mong muốn đó nó thành sự thật đó, thì chúng ta hãy làm sao hãy cố gắng chịu khó học hỏi nhiều hơn. Nó chịu khó học hỏi nhiều hơn. Công thì công, thường xuyên học hỏi. Rất muốn được học hỏi rất nhiều anh em khác. Bởi vì làm sao kiến thức mỗi người nó khác nhau. Kể cả một bạn, làm sao một bạn trẻ con, một bạn sinh viên, một bạn cấp 2, cấp 3 thôi, cũng có những cái kiến thức mình cần học hỏi. Cho nên công thì công không từ chối từ bất kỳ ai, mà công thường xuyên là mong muốn được lĩnh ngộ học hỏi tất cả anh chị em. Bởi vì với công, tư duy của công đó là vạn vật là thầy, vạn vật là thầy. Và bất kỳ ai có câu nói nào hay thì công đều học hỏi, muốn học hỏi và lắng nghe. Đó. Anh chị em nào cãi nhau gặp tới anh Tú là chủ chốt cho vấn đề là giải quyết mâu thuẫn đúng không? Em Dung nói là anh nói đúng, không có tiền thì thật sự là khó khăn đấy ạ. Rất khó khăn chứ không phải là thực sự khó khăn mà rất khó khăn đấy, anh chị em nhé. Chúng ta hiểu một điều là cuộc sống của mình tất cả nó va vào tiền. Trong khi đó thì chúng ta nhìn thấy phần đa trong nhà trường của mình ấy, thì phần đa là chúng ta là chưa có cái khóa học để giáo dục cho con cái là ra cuộc sống phải đi kiếm tiền như nào. Đó, và phần đa thì ở trong nhà trường chỉ dạy về kiến thức về con người, về diện, về cuộc sống, về con người, về lịch sử, về gì đó, về toán học để làm sao chúng ta biết nhận thức được. Còn vấn đề về kiếm tiền gần như là cái kiến thức trong nhà trường nó chưa thực sự là giúp cho chúng ta ra ngoài xã hội chúng ta có thể kiếm được tiền. Bởi vì trường đời và trường học nó khác nhau hoàn toàn. Đó. Không có tiền tháng đánh nhau 20 lần, thậm chí còn hơn nữa chứ. Có những cái video mà các bạn hay đưa lên TikTok ấy, có những cái video là trong một ngày thì đánh nhau vài lần à, không biết là một tháng đánh nhau bao nhiêu lần. Đúng rồi, không có tiền là quá khó khăn, là cực kỳ khó khăn đấy chứ không phải là đơn giản đâu. Và những người mà đã không kiếm được tiền ấy thì làm sao, thì họ rất khó để làm sao để tạo ra thêm cái dòng tiền khác. Và chúng ta hiểu được một điều là tại sao các tỷ phú nha, các tỷ phú, các triệu phú, người ta làm sao có rất nhiều dòng tiền khác nhau. Nó không phải một dòng tiền, và người ta ít nhất có 7 dòng tiền khác nhau trở lên đã thành tỷ phú. Tại sao người ta lại có nhiều dòng tiền như vậy? Thứ nhất là họ không bao giờ cho bản thân mình dừng lại. Họ mong muốn làm sao cuộc sống họ ngày càng tốt hơn. Họ mong muốn là thu nhập họ nhiều hơn, để làm sao để khi mà xã hội có cái biến cố thì họ có thể giúp cho xã hội nhiều hơn. Đúng ạ. Còn nếu như ai mà cũng khó khăn, ai mà cũng có cuộc sống khó khăn mà nghèo khó, thì mỗi lần dịch bệnh hay là Covid này, hoặc là diện thiên tai lũ lụt nó đến, thì tất cả chúng ta làm sao, chúng ta làm sao mà những người mà khó khăn làm sao lo cho nhau được. Và cũng phải rời nhờ rất là giới doanh nghiệp họ lo cho mình, đúng không ạ? Đó, đừng đổ lỗi cho số phận, chẳng qua là... Đúng rồi, chính xác đó. Nếu như là trong cuộc sống của mình mà ai đó mà chúng ta nhìn ở xung quanh mình ấy, nếu như xung quanh của mình ai đó mà còn hay thường xuyên đổ lỗi này, anh chị em nhá, nếu như xung quanh của mình còn thường xuyên đổ lỗi, gặp những người mà thường xuyên đổ lỗi đó, phàn nàn đổ lỗi, thì chắc chắn là họ rất khó khăn trong cuộc sống. Bởi vì làm sao khó khăn họ mới đổ lỗi, và đổ lỗi thì họ còn tiếp tục khó khăn. Bởi vì họ sẽ làm sao quay đi quay lại cái vòng luẩn quẩn đó và không thoát ra khỏi được. Bởi trừ khi nào họ kết thúc cái vấn đề là đổ lỗi và gì ạ, và than vãn, kêu ca, phàn nàn, thì chắc chắn cuộc sống của họ sẽ đi lên. Đó. Còn nếu như ngày nào họ cũng đổ lỗi, ngày nào họ đổ lỗi thì làm sao cuộc sống cực kỳ khó khăn luôn ạ. Đó, công đã gặp rất nhiều anh chị em như vậy rồi, đổ lỗi rất nhiều ạ. Cho nên là cuộc sống không tốt được đâu anh chị em ạ. Đừng đổ lỗi nữa, đừng than vãn nữa, làm đi, học đi. Trước khi muốn làm tốt hãy học tốt vào,
Đó, khá học tốt vào. Thao trường đổ mồ hôi là chiến trường ít đổ máu, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta mà muốn ra chiến trường mà chúng ta không chịu tập luyện trong thao trường thì làm sao mà chúng ta ra chiến trường được? Đó, em không phải dân đầu tư, em chỉ là không sao. Nói chung là đầu tư hay không thì nó vẫn là đầu tư. Ví dụ như em đi làm hoặc là em tự kinh doanh, em tự làm chủ doanh nghiệp của em thì đấy là một cách đầu tư, đó là đầu tư vào doanh nghiệp. Đó, nó không có gì khác biệt cả, đúng không? Đó, em cũng là một cách đầu tư, đó là một dạng đầu tư. Quan trọng là mình đầu tư vào để mình phát triển doanh nghiệp của mình. Đó là một cái hình thức đầu tư tốt. Chỉ có điều là nó khác nhau ở chỗ là gì? Đó là mình phải quản lý, mình phải làm sao, mình phải tự quản lý tất cả mọi thứ. Đó. Còn như anh thì anh này khác hơn, anh lựa chọn đó là gì? Đó là anh tận dụng cái đòn bẩy về doanh nghiệp người khác. Mình lựa chọn doanh nghiệp thôi. Đó, mình không thể nào mở ra một cái doanh nghiệp giống như họ, thì tốt nhất là mình làm sao lựa chọn một cái doanh nghiệp tốt để làm sao mình đi theo họ. Đó, đầu tư vào họ là xong. Đây là cái gì, cái kế hoạch đầu tư của Warren Buffett, cái chiến lược, cái sách lược đầu tư của ông Warren Buffett. Và tại sao mà khi mà anh đọc về cái sách lược đầu tư của ông thì anh thấy một điều gì? Là với những người đầu tư, những nhà đầu tư ít kiến thức và mới vào thị trường thì chúng ta hãy lựa chọn một doanh nghiệp nào đó thật tốt. Hãy lựa chọn thật kỹ một doanh nghiệp nào thật tốt và tập trung đầu tư, tập trung, đừng đầu tư dàn trải. Trước tiên hãy đầu tư tập trung vào doanh nghiệp đó trước. Sau khi doanh nghiệp đó nó phát triển mạnh rồi, đó, nó đem về hiệu quả cho chúng ta rồi, thì chúng ta có thể lựa chọn thêm một vài doanh nghiệp khác để làm sao chúng ta đa dạng hóa nguồn thu nhập của mình. Đây là cái sách lược đầu tư của Warren Buffett và anh đang học và làm theo cái kế hoạch của ông. Và cho nên là nó sẽ có sự khác nhau. Sự khác nhau cho nên là ở dịch, dù có dịch bệnh thế này chăng nữa thì kể cả dịch bệnh vài tháng nữa thì anh cũng chẳng ảnh hưởng. Đấy, sự khác nhau là như thế. Còn những anh em doanh nghiệp khác thì chắc chắn là dịch khoảng 3-5 tháng là doanh nghiệp đi vào điêu đứng về phá sản là rất nhiều. Đó. Và hiện nay chúng ta chứng kiến là ở Việt Nam cũng như nước ngoài nó có quá nhiều doanh nghiệp phá sản rồi. Thực sự là công cảm thấy là rất là thương xót cho cái số phận của doanh nghiệp đang phát triển mà làm sao bị ảnh hưởng Covid. Mà ngay đây là cái doanh nghiệp của ông bạn của công, ông sinh năm 82. Ông làm doanh nghiệp rất tốt. Đó. Mà tuy nhiên là vừa rồi đang chuẩn bị phải công bố phá sản rồi. Thực sự đáng tiếc cho bạn đấy. Các bạn nào muốn đầu tư vào công ty của em không? Hết nghèo luôn. Đấy, công ty em tốt thì anh em có thể làm sao cân đối, làm sao mình có thể đầu tư. Chính sách tốt cho anh em thì anh em có thể là có vốn đầu tư vào được, không sao cả. Đó. Có chiến lược ok, kế hoạch phát triển kinh doanh ok. Đó. Cái sản phẩm, cái dịch vụ của kinh doanh bên em ok. Đấy, anh em nhận định được thì anh em có thể nên đầu tư vào một doanh nghiệp ở Việt Nam mình ok mà. Mình đầu tư vào mình không cần quản lý, không sao cả. Đó, nó đều tốt hết, nó không vấn đề gì. Vừa rồi công cũng tham khảo một số doanh nghiệp ở Việt Nam xem là doanh nghiệp nào có cái khả năng để công đầu tư với số vốn vừa phải mà sử dụng nhiều cổ phần của công ty. Nhưng mà tuy nhiên là trong thời điểm vừa rồi thì chưa thấy doanh nghiệp nào nó vừa tầm cái số tiền mình có để mình đầu tư. Bên em là công ty kiến trúc đúng không? Ok, kiến trúc thì anh có ông anh ở dưới này cũng làm kiến trúc, làm rất là lâu rồi. Anh học đại học kiến trúc và anh làm rất nhiều và đến ngày hôm nay không biết là anh đang phát triển như nào. Khá lâu cũng không liên lạc. Đó. Mọi doanh nghiệp đều có hướng phát triển nếu theo đúng cái xu thế, đúng trend của xã hội, đúng nhu cầu của xã hội thì chúng ta hoàn toàn có thể đầu tư dù ở Việt Nam hay nước ngoài. Dù Việt Nam hay nước ngoài, bởi vì bây giờ nó là thế giới phẳng thì chúng ta hoàn toàn có thể đầu tư ở bất kỳ cái quốc gia nào như ở Việt Nam hoặc nước ngoài, là phụ thuộc chúng ta lựa chọn. Còn như anh thì hiện nay anh thích ở góc độ là đầu tư về doanh nghiệp nước ngoài. Ví dụ doanh nghiệp anh đang đầu tư nó là về Scaleway thì anh nhìn thấy đây nó là một cái công nghệ nó khác biệt. Đó, nó có thể giải quyết được nhiều cái vấn đề của xã hội. Bởi vì là việc của một doanh nghiệp đó là doanh nghiệp đó giải quyết được vấn đề lớn cho xã hội thì doanh nghiệp đó có nhiều tiền. Đó, nó đơn giản như vậy thôi. Thì nếu như là doanh nghiệp của Tú, anh Tú mà ok thì anh có thể cân đối, tham khảo thông tin nhá, để làm sao mà có thể là biết đâu anh em hợp tác với nhau. Bỏ vào đó một ít, em quản lý, anh chỉ là những người cổ đông thôi.
Tuy nhiên là anh sẽ phải có cân đối để xem là với cái khoản tiền đó anh đầu tư vào doanh nghiệp của em trong vòng 5 năm nó hiệu quả hơn hay là anh đầu tư vào cái bên anh nó hiệu quả hơn, thì anh cũng cần phải cân đối chỗ đó. Bởi vì sao? Cái hướng của anh là anh đầu tư vào dài hạn. Anh thì không thích đầu tư ngắn hạn, không thích đầu tư lướt sóng, mà anh phải xác định đầu tư và đầu tư dài hạn, ít nhất phải từ 5 năm trở lên. Cho nên là không có chuyện đầu tư lướt sóng. Có rất nhiều anh chị em thì thích đầu tư lướt sóng, là thích có tiền ngay. Và chúng ta nhìn thấy là trong cái xu thế vừa rồi, trong cái bối cảnh xã hội bây giờ, thì cái đầu tư có tiền ngay là tất cả nó đều là cái đầu tư ảo hết à. Nó không có thật. Tất cả những cái dự án mà rất nhiều người ta đầu tư vào, ngày hôm nay đầu tư vào có thể một tháng nhận tiền ngay, hoặc là vài ngày nhận ngay, thì tất cả những chương trình đó là những chương trình ảo hết anh em nhé. Lưu ý một điều là gì ạ? Không có một doanh nghiệp nào trả tiền hàng tháng hàng ngày cả. Đó, tối đa người ta trả hàng quỹ chứ không chuyện trả tháng ngày. Cho nên là khi mà chúng ta gặp một chương trình nào đó mà anh em nào đó mời đầu tư, đó, nói rất là hay, PR rất hay, đó, của này của kia, có giấy phép này giấy phép kia, tóm lại là trả tiền lãi ủy thác các kiểu, là tốt nhất là tránh xa ngay lập tức. Công thì công không hướng anh em đến vấn đề đó, bởi vì nó là cái rủi ro. Xác định anh em vào đó là anh em 50-50, một được hai là thua, không nên đầu tư vào đấy. Mặc dù là cái xu thế nó đang diễn ra như vậy, nhưng mà tốt nhất chúng ta không nên lao vào, bởi vì sao? Nó là cuộc chơi người khác, không phải cuộc chơi của mình, được không ạ? Còn công thì công không hướng đầu tư như vậy. Bản thân công là công phải đầu tư vào cái giá trị, tức là công phải biết được nó là có thật. Còn cái việc nó thành công đến mức nào thì cái đấy là nó phụ thuộc vào vấn đề thị trường. Đó, phụ thuộc yếu tố thị trường. Chúng ta không thể nào biết trước được. Nhà đầu tư chỉ cần nắm cái phần chắc khoảng tầm 70% là chúng ta có dám xuống tiền rồi. Đó, chỉ nắm phần chắc là khoảng 70% thắng là chúng ta xuống tiền. Không cần quá cân đo đong đếm nhiều. Bởi vì nếu như anh em mà đong đếm nhiều là chúng ta lại mất cơ hội. Nó giống như Skyway, rất nhiều người đong đếm nhiều cho nên là vẫn chưa dám đầu tư vào Skyway. Bác khôn hơn em không? bác thì không khôn lắm. Tuy nhiên là nhiều khi là bác suy nghĩ cứ đơn giản thôi. Nên cứ suy nghĩ đơn giản thôi, không cần suy nghĩ phức tạp quá. Đó, suy nghĩ đơn giản thôi, làm sao mà để thấy công ty nào. Thứ nhất là mình phải biết được là nó thật đã. Đó, biết nó thật đã. Còn nó không thật mà không xác minh được tất cả cái dữ liệu thông tin của công ty, họ không công bố bất kỳ cái điều gì, thì tốt nhất là chúng ta tránh xa nhá. À đúng. Thực ra chơi với thằng ngu nhiều khi là mình sẽ học được cách ngu của nó. Chơi với thằng ngu là học cách ngu của nó. Mà nếu như mà nhiều khi mà đi cãi nhau với thằng ngu là nhiều khi là mình lại ngu theo ấy. Cho nên là tránh xa, hạn chế tiếp xúc với người ngu. Nó giống như là Covid ấy, hạn chế tiếp xúc để làm sao nó không ảnh hưởng mình. Cách xa 2 mét, đúng không? Hello anh Trình Quang. Giờ nào có rất nhiều anh chị em. Em đang đầu tư an ninh. Hello Lan. Bây giờ xem lại comment một số anh em nữa. Bằng ngày lâu cứ nói chuyện mà chả thấy comment mấy. Thấy anh từ giờ tích cực hơn rồi. Đó. À thế anh Tú. Thực ra thì thì anh Tú vẫn tích cực từ trước. Tú vẫn tích cực từ trước mà. Kiến thức có, kinh nghiệm, trải nghiệm cuộc sống có, chúng ta ở môi trường tốt thì chúng ta luôn luôn tích cực, cái điều đó là cái điều đương nhiên. Làm sao đó có thể có một điều này, làm sao đó để mình có được, khi mình trao giá trị đủ lớn, tức là gì? Tức là khi mình có kiến thức, có kinh nghiệm như vậy rồi, có thể mình trao giá trị cho xã hội, tức là mình giúp xã hội nhiều hơn. Chẳng hạn như là mình làm sao chia sẻ những cái kinh nghiệm, trải nghiệm cuộc sống của mình ở trên bất kỳ một cái mạng xã hội nào. Mình cứ chia sẻ bình thường thôi, kiến thức mình có bao nhiêu mình chia sẻ bằng đấy. Nó giống như công thường xuyên chia sẻ cho anh chị em, không vì cái điều gì, mà quan trọng nhất là mong muốn anh chị em có được cái sự thay đổi. Đó, con chó được sự thay đổi là cái điều mà công mong muốn. Không cầu toàn vì vấn đề gì cho bản thân mình cả. Bởi vì sao? Bản thân mình có như nào mình đã có rồi. Đó, có như nào có rồi. Mình mong muốn lớn nhất đó là mình mong muốn cho tất cả mọi người cùng nhau phát triển, cùng nhau thay đổi. Thay đổi được là tốt cho xã hội, cho bản thân, cho gia đình. Nó không có gì sai cả. Cho nên là rất là mong muốn là anh chị em ai mà có kiến thức, chúng ta hãy cùng nhau lan tỏa cái giá trị kiến thức của mình để làm sao giúp cho tất cả mọi người cùng thay đổi. Cái đấy là cái công mong muốn anh chị em cùng nhau hợp tác được như vậy là điều tốt, rất là tốt đẹp cho xã hội đó ạ. Đúng rồi. Đấy.
Chính xác, anh Tú nói rất là chính xác luôn đó. Em chỉ phản bác vấn đề để bảo toàn cho xã hội thôi bác. Chính xác mà. Bởi vì sao? Bản thân như bản thân anh kể cái câu chuyện ngày xưa bản thân anh đến với doanh nghiệp này nhá. Anh phải lựa chọn, anh phải cân đo đong đếm rất nhiều. Khi mà đến với doanh nghiệp là anh phải bỏ ra 10 ngày để anh kiểm chứng tất cả các thông tin, cái lộ trình phát triển của họ. Đó, không đơn giản là nói sơ qua là làm sao là ý đâu ạ. Đó. Anh phải bỏ ra 10 ngày để anh xem tất cả những cái thông tin một chiều, thông tin trái chiều ở trên khắp thế giới chứ không ở riêng Việt Nam nha. Mà thời đấy là Việt Nam mà chưa có thông tin trái chiều đâu. Cái năm 2017 Việt Nam chưa có một thông tin gì nói về scoring nhiều á. Mà anh xem là xem thông tin thế giới đó. Đó, tại sao ngày xưa rất nhiều quốc gia nó phản đối scoring này, tại sao mà có những cái chính phủ nó phản đối này, tại sao mà đang phát triển, đúng ra là cái hướng phát triển ở bên quốc gia Litva nhưng mà lại bị cái chính phủ Litva họ từ chối. Đó, họ bắt đầu là họ vu khống là lừa đảo này, vu khống là ông này là ông gián điệp của Nga này, ông sang gần cái khu căn cứ quân sự của Litva để xây dựng một cái khu vực gì đó, là lo sợ vấn đề là ông này là gián điệp. Đó, bắt đầu ông trục xuất, ông là chính phủ Litva họ trục xuất và ông Ilyuki ông mới quay về với các nhân sự của mình, mới quay về Belarus, mới chính thức là lại thành lập lại ở Belarus năm 2015. Và sau mất thời gian khoảng là hơn 2 năm Litva điều tra, chính phủ Litva điều tra thì mới bỏ ra cái thông báo vào năm 2017 là chính thức là chính phủ Litva là thông báo là trả lại sự trong sạch cho ông Ilyuki và tập đoàn. Tức là làm sao hoàn toàn không có một cái dấu hiệu gì lừa đảo hay cái gì đó cả, mà họ đang phát triển làm thật. Đó. Thế thì đúng ra là Litva bây giờ đang phát triển rất là mạnh rồi đấy về công nghệ này này. Đó, nhưng mà chính phủ Litva đã từ chối, đã khước từ, và có thể đấy là những cái đối thủ cạnh tranh. Và chúng ta cũng không biết được là vấn đề là cái con người chúng ta sống như nào. Bởi vì là có những cái tốt thực sự nhưng có những cái đối thủ cạnh tranh nó làm sao nó không mong muốn cho cái đó nó phát triển, nó ra đời. Thì làm sao họ tấn công? Đó, họ phá hoại. Họ chọc gậy bánh xe. Đấy cái điều đương nhiên. Giờ vẫn có người muốn thông tin về số ấy nên em kiên trì anh ạ. Thực ra thì cái quan trọng nhất là không biết mù hay không, nhưng mà cái quan trọng nhất là chúng ta cần phải nhìn góc độ xa hơn. Với scoring thì không nhìn ngắn được. Với scoring, anh em nào mà nhìn ngắn về scoring thì chúng ta không hiểu được vấn đề đâu bạn. Cái nhìn xa là gì? Nhìn xa là chúng ta nhìn vào cái doanh nghiệp đó ngày xưa nó phải mất bao nhiêu thời gian để làm sao để phát triển ý tưởng từ một cái trên một cái tờ giấy để tạo ra một cái sản phẩm chạy thực sự như ngày hôm nay, và để làm sao cho các quốc gia chinh phục được các chính phủ các quốc gia người ta ký hợp đồng với mình. Cái đấy là cái mà cả một cái quá trình nó vô cùng khó khăn chứ không phải là câu chuyện đơn giản. Và nếu như chúng ta chỉ suy nghĩ một cách đơn giản thì đây là một cái gì, một cái con tàu chạy trên một cái đường ray thì ai chả làm được, thì nó quá đơn giản. Cái quan trọng nhất là cái bộ não con tàu đó. Tại sao người ta có thể tạo ra một con tàu để chạy tốc độ là 500 km/h chạy trên đường ray nó đó, dùng hoàn toàn bằng điện sạch, điện năng lượng sạch, làm sao làm được? Và làm sao có thể tạo ra một con tàu không có người lái mà chạy được như thế? Làm sao có thể tạo ra một cái thiết kế được cái đường ray, cái độ bền hàng trăm năm? Nó vô cùng khó khăn. Làm sao có thể cung cấp ra cái dòng điện? Dòng điện đó là chạy như nào? Làm sao khi mà quá trình mà cái dòng điện nó vô tình mà xảy ra biến cố trên cái đường ray, mà nó vô tình mất điện chẳng hạn, cái hệ thống cấp điện gặp rủi ro gì đó, sự cố gì đó, không còn điện, thì làm sao con tàu nó đi được tiếp? Vân vân và vân vân, nó rất nhiều. Và chúng ta như về scoring, chúng ta hoàn toàn làm mới 100%. Làm mới 100%. Về cơ bản nó giống như là cái câu chuyện là cái một cái công ty sản xuất ra xe ô tô, nó giống như là VinFast hay là Tesla đấy. Nó tạo ra xe ô tô điện đấy. Thì xe ô tô thì nó đã có rất lâu đời rồi. Cái bản chất là cái gì, bánh xe nó đã có rồi, lốp nó có rồi, cái khung sườn nó có, máy móc nó có rồi. Nó chỉ thiết kế làm sao mà thêm cái xe là động cơ chạy bằng điện vào thôi. Đúng không? Thì nó đơn giản hơn rất nhiều so với chúng ta. Và chúng ta là tạo ra tất cả mọi thứ 100% là mới. Nghiên cứu 100%, tạo ra cái nghiên cứu mới 100% luôn. Làm gì đã có ông nào tạo ra công nghệ gì mình trước? Mình là người đầu tiên tạo ra mà. Đó, cho nên tất cả cái lộ trình đi của nó từng bước một đi, nó rất là bình thường, nó không vội vàng được, không quá nhanh được, không đốt cháy giai đoạn được. Và chính vì tại sao mà rất nhiều người người ta đầu tư trước, người ta cảm nhận được cái sự phát triển lớn mạnh của công ty và người ta tìm hiểu sâu về công ty, người ta biết được là cái công nghệ của mình nó khác hoàn toàn với tất cả công nghệ khác. Và tại sao vừa rồi 5-6 cái đài
truyền hình lớn của Mỹ họ đưa tin, 6 đài truyền hình lớn Mỹ đưa tin, CNN, cả đài truyền thông của diện tỷ phú Bill Gates cũng đưa tin, của Microsoft đấy ạ. Thì chúng ta hiểu một điều là không phải đơn giản mà mình được 6 đài truyền hình Mỹ họ PR như vậy. Có đúng không chị? Nếu như chúng ta làm một cái công nghệ nó quá bình thường, quá tầm thường thì liệu 6 đài truyền hình Mỹ họ đưa tin như vậy không ạ? Không bao giờ có, mà chúng ta đâu có mất tiền thuê họ viết bài, mà trực tiếp họ đi sang họ xin viết bài cơ mà. Chúng ta không hề thuê bất kỳ một thông tin truyền thông nào, và tự tất cả các đài truyền hình họ đến họ sao họ đưa tin. Và Việt Nam vừa rồi họ đưa tin rất là nhiều rầm rộ đó. Và hôm qua kia lại có những cái thông tin từ Trung Quốc, từ Ấn Độ đưa tin tiếp tục. Thì đây đâu phải là cái câu chuyện là chúng ta thuê truyền thông, mà đây là truyền thông họ tự đưa tin về của mình. Thế nên người ta nhìn thấy một điều là gì ạ? Cái công nghệ của mình nó là công nghệ đột phá. Công nghệ đột phá, và chính được cái năm 2016 ấy, là trực tiếp là Bộ Giao thông Vận tải của Nga, Bộ Giao thông Vận tải của Nga họ đã công nhận công nghệ của mình là một công nghệ giao thông đổi mới hiện đại và tiết kiệm, hoàn toàn có thể làm sao phù hợp với cái xu thế phát triển của giao thông ngày nay. Và trực tiếp ngày 11 tháng 2 năm 2016, Bộ Giao thông Vận tải đã công bố điều đó. Anh em có thể là vào trong cái trang web của Bộ Giao thông Vận tải Dubai, của Nga xem mà. Đó, cho nên là nếu như chúng ta mà nhìn sơ qua về công nghệ Scopy thì chắc là sẽ nhìn thấy nó không là gì cả. Nó giống như là cáp treo thôi. Nhưng mà khi anh em tìm hiểu kỹ về công nghệ, chúng ta mới hiểu được thấu đáo về cái công nghệ đó. Cho nên là tại sao mà họ phải đi từng bước một. Đó, và đến ngày hôm nay thì chúng ta có thể nhìn thấy những anh em nào mà đã đầu tư lâu rồi, theo dõi thông tin lâu rồi, chúng ta đều hiểu được một điều là công nghệ của mình đã được các quốc gia đón nhận. Và chỉ cần các quốc gia đón nhận ký hợp đồng thôi là mình đã thắng rồi. Đâu cần phải nhiều đúng không ạ? Đâu cần phải Việt Nam mình xây dựng mới thắng. Không phải chúng ta đầu tư khi mà Việt Nam xây dựng chúng ta mới có tiền. Không phải đâu nha. Khi chúng ta đầu tư là cả thế giới, khi mà người ta phát triển ở bất kỳ quốc gia nào. Ví dụ bên Ả Rập Xê Út năm nay, cuối năm nay triển khai dự án rồi. 2 năm nữa họ đã hoàn thành xong những cái dự án đầu tiên, và hơn 100 km và hơn 300 km rồi, vận chuyển hàng hóa luôn, vận chuyển hành khách đô thị luôn. Dubai họ cũng công bố cái dự án 15 km ở trong thành phố Dubai, ở Sharjah, Abu Dhabi hơn 100 km. Rất nhiều dự án ở bên đấy đã ký hợp đồng rồi, lên kế hoạch hết rồi. Thế thì từ cuối năm nay nữa thôi, cuối năm nay đã bắt đầu đi xây dựng rồi. Và hơn nữa, trong năm nay này, trong năm nay chúng ta sẽ có một cái sự kiện rất lớn, đó là sự kiện Expo. Và anh em có thể là lên Google gõ là Expo Dubai 2020 thì ra ngay cái sự kiện đó. Và cái sự kiện đó thì chúng ta sẽ trực tiếp là gì ạ, trưng bày những cái sản phẩm của mình ở tại sự kiện triển lãm công nghệ đó. Đây là cái sự kiện nó diễn ra khoảng tầm 6 tháng. Đó, 6 tháng. Thì trong sự kiện đó, sau khi mà gì ạ, các doanh nghiệp, các quốc gia đã đến tham quan sự kiện Expo, người ta tham quan và trực tiếp trải nghiệm công nghệ của mình, và trực tiếp đi ra cái công trường của mình đang làm sao, đang chứng nhận, đang phát triển, đang cho chạy, là ở cái công viên ở Sharjah của mình đó. Thì từ đó ra công viên nó chỉ có 10 mấy cây thôi, và người ta ra đó người ta trải nghiệm, thì chắc chắn một điều là trong thời gian tới truyền thông thế giới họ còn nhắc đến công nghệ của mình vô cùng nhiều nữa. Tất cả các quốc gia trên thế giới đều phải sẽ nhắc đến công nghệ Scopy trong thời gian tới, khẳng định luôn đó ạ. Cho nên anh em hoàn toàn yên tâm một điều là gì, là chúng ta đang được gì ạ, đang được một ông lớn, ông đứng đằng sau được hỗ trợ, đó là ông chính phủ Ả Rập Xê Út. UAE đang đứng đằng sau của mình để hỗ trợ đó, anh chị em yên tâm một điều là gì ạ, là chúng ta sẽ có những cái lộ trình phát triển ra thị trường rất là vững mạnh trong thời gian tới đó. Cho nên là nếu như anh em nào mà tìm hiểu thật kỹ Scopy rồi thì có thể bỏ vào 1.000 đô, 2.000 đô không sao cả. 1-2.000 đô nó không giúp chúng ta nghèo đi đó. Chúng ta bỏ ra 1-2.000 đô trong vài năm, nó không giúp mình nghèo đi, nó không giúp mình phá sản, nó không khiến mình phá sản đó. Nhưng nếu như mình không bỏ ra cái số tiền đó thì mình sẽ đánh mất một cơ hội thực sự. Bởi vì về chi phí thì công ty người ta công bố luôn, em không phải cần tìm hiểu nhiều đâu ạ. Mà chi phí để xây dựng, ví dụ là một km đường ấy, 1 km đường tối đa nhá, với những cái công nghệ mà ở những khu vực nóng, khu vực khó khăn xây dựng như bên Ả Rập Xê Út, cái chi phí lớn như vậy thì nó chưa vượt qua 10 triệu đô trên 1 km đường. Nó chưa vượt qua 10 triệu đô trên 1 km đường. Và nó công bố luôn mà. Đó. Tức là chi phí xây dựng nó rẻ hơn rất nhiều so với công nghệ khác. Đấy là tổng chi phí đó. Tổng chi phí nhá.
anh có thể gửi cho em, anh Tú tí nữa anh sẽ phải gửi cho em cái dữ liệu đó và trực tiếp công ty người ta công bố luôn chứ không phải là anh em mình nói chơi đâu ạ. Đó. Cho nên là như vừa rồi thì anh có làm việc ở Việt Nam, mình sẽ có khá nhiều dự án để phát triển ở Việt Nam. Rất là mong là trong thời gian tới thì các kỹ sư và ban lãnh đạo công ty sẽ về được, bởi vì đang có kế hoạch về Việt Nam rồi, đang làm thủ tục về Việt Nam rồi. Rất là mong là các kỹ sư sẽ về được thuận lợi. Bởi vì làm sao, công cũng thấy được một cái thông tin là chính phủ cấm các chuyến bay ở quốc tế về Việt Nam từ giờ đến 2021, là những chỉ có những cái chuyến bay đặc biệt là chở các kỹ sư hoặc là các những người đi hợp tác phát triển các doanh nghiệp đó ạ. Đó, tức là công vụ đặc biệt thì mới về được thôi. Đó, còn những người bình thường mà bây giờ sang nước ngoài là không thể về được. Không thể về được luôn ạ. Còn về cái chi phí thì nó có một cái điều khác biệt hoàn toàn là cái công nghệ của mình, cái chi phí xây dựng nó vô cùng rẻ. Nó rẻ hơn rất nhiều, và vừa rồi CNN họ cũng nói mà. Đài truyền hình Mỹ CNN họ cũng đưa tin này. Đó, họ nói là gì ạ? Nó là để mà xây dựng một cái tuyến tàu đệm từ hay là một tuyến tàu ở dưới mặt đất, đó, cái chi phí nó hết khoảng tầm 100 đến hơn 100 triệu đô trên 1 km. Hơn 100 triệu đô trên 1 km. Đó, còn khi mà xây dựng cái công nghệ Skyway thì nó chưa vượt qua 10 triệu đô. Đó, xem, ba xem họ thiếu kỹ sư, em xin chân kỹ sư Việt Nam nhé. Nhất trí. Trong thời gian tới em nhá, nếu như em thực sự mình có đầy đủ kinh nghiệm kiến thức đó về lĩnh vực phát triển này thì em hoàn toàn có thể xin để chúng ta hợp tác với tập đoàn làm việc ở Việt Nam, bởi vì trong thời gian tới Việt Nam sẽ có rất nhiều dự án được xây dựng ở Việt Nam, cho nên là chắc chắn sẽ có tuyển dụng các kỹ sư thực sự tốt đó. Em có đầy đủ cái yếu tố đó thì em có thể hoàn toàn được phép tuyển dụng và làm việc cho công ty thêm. Đó, ngoài công việc của em có thể hợp tác với công ty thêm. Nó không liên quan gì vấn đề là đầu tư, mà đây liên quan đến vấn đề là công việc. Nếu như mình mong muốn mình cống hiến thì đây là cái cơ hội để giúp cho mình cống hiến. Và trong thời gian tới, 1-2 năm tới thì chắc chắn cái điều đó sẽ xảy ra. Đó, thì em hoàn toàn có thể làm sao mình làm việc với công ty được, với những kinh nghiệm của em, với khả năng của em. Đó, bởi vì Việt Nam sẽ có những cái dự án như vậy, cho nên hoàn toàn là cần thiết với những người mà mong muốn mình cống hiến làm việc. Đúng rồi, chính xác. Kể cả bây giờ những anh em nào mà có kiến thức nhá, anh em nào mà có trình độ về tiếng Nga này, tiếng Nga, tiếng Anh, giỏi tiếng Nga, tiếng Anh cũng hoàn toàn là xin làm việc, làm nhân viên của tập đoàn được nhá. Liên tục tuyển dụng đó. Đó, anh em nào mà giỏi về tiếng Nga, ngôn ngữ tiếng Nga và giỏi tiếng Anh thì hoàn toàn có thể tuyển dụng được. Đó, có 4 mảng chính tập đoàn cần tìm người, rất nhiều đó ạ. Cho nên là anh em, nếu anh em muốn làm thuê thì chúng ta hoàn toàn có thể là cho phép mình trải nghiệm cái cơ hội để làm sao mình làm cho tập đoàn để nhận lương, đơn giản mà, đúng không ạ? Chứ anh em nào mà mình có khả năng, có tiền dư giả một chút, mình có thể hoàn toàn đầu tư 1-2 nghìn đô không sao cả, đúng không ạ? Trải nghiệm đi, thử sức mình một chút, biết đâu nó là cái cơ hội cho mình thì sao, đúng không? Hoàn toàn có thể thử được, không sao. 1.000 đô, 2.000 đô có đáng gì đâu. Có thể là mình bỏ ra 1.000 đô ngày hôm nay có được mấy chục nghìn cổ phần, khoảng 30.000 cổ phần đi, biết đâu khoảng 5 năm nữa 30.000 cổ phần nó lên 1 đô 1 cổ phần, lên 10 đô 1 cổ phần thì sao, đúng không? Thì có thể là nó thành một cái tài sản cho mình rồi. Thay vì mình bỏ ra khoảng vài tỷ để mình mua căn nhà thì có thể mình mua bỏ ra khoảng 1.000 đô để trong tương lai mình có được một căn nhà. Đây là cái chiến lược đầu tư nó hiệu quả, tội gì mà không đầu tư. Quan trọng là mình có nắm bắt kỹ thông tin của tập đoàn hay không, mình có đủ niềm tin với tập đoàn hay không, mình biết được là cái công nghệ nó tốt thực sự hay không. Đó, nó có phải là cái sản phẩm mà nhu cầu thiết yếu của xã hội hay không. Và khi anh em nhận ra được này, thứ nhất này, nó giải quyết được vấn đề xã hội này. Bởi vì chúng ta trong kinh doanh là chúng ta đi giải quyết được vấn đề cho người khác, đúng không? Và ai giải quyết được vấn đề càng lớn thì càng nhiều tiền. Nó đơn giản trong kinh doanh nó là như vậy. Thế thì chúng ta hiểu một điều là gì ạ? Là chúng ta đi tìm kiếm xem là xã hội đang gặp vấn đề gì thì chúng ta đi giải quyết vấn đề đó cho xã hội. Thì chắc chắn khi mình giải quyết được vấn đề thì mình sẽ có nhiều tiền, mình sẽ thành công.
Đó, thế thì bây giờ chúng ta cùng nhau nhìn về cái xu thế phát triển của giao thông, ngành giao thông ngày hôm nay này. Xem là giao thông ngày hôm nay nó đang gặp vấn đề gì. Ví dụ như là ô nhiễm môi trường nhiều này. Đó, từ các phương tiện. Đó, ô nhiễm môi trường, tai nạn giao thông là hai cái nó đang tạo ra chết chóc rất nhiều trên thế giới này. Ô nhiễm môi trường nó tạo ra cái gì ạ? Chết chóc dần dần, tức là cái chất độc nó sẽ ngấm dần vào cơ thể của mình. Đó, khói bụi độc hại. Ô nhiễm không khí, ô nhiễm khói bụi nó tạo ra chất độc độc hại. Và làm sao nó dần dần nó ngấm vào con người mình. Và làm sao khiến mình mang bệnh. Thì dần dần mình bị ung thư các kiểu này đó. Thì tất cả nó đều từ vấn đề ô nhiễm môi trường mà ra nhiều. Đó. Sau đó gì ạ? Tai nạn giao thông. Thì nó là một cú máy giết người. Mấy hôm trước chúng ta đều nhìn thấy một cái vụ tai nạn thương tâm, đúng không ạ? Một xe khách chở bao nhiêu, chở mấy chục người về và chết hai mấy người đó ạ. Tai nạn thảm khốc luôn. Chở người từ thành phố Hồ Chí Minh. Có đúng không ạ? Thông tin đó không nắm bắt được, không chưa tìm hiểu kỹ về thông tin đó, một vụ tai nạn đó rất là thảm khốc. Chết hai mấy người luôn. Xe khách chở những người tránh dịch. Chưa tránh được dịch thì đã chết rồi vì tai nạn giao thông rồi. Có thảm khốc không ạ? Thương tâm không anh chị? Cho nên là chúng ta hiểu được là cái sản phẩm công nghệ giao thông Skyway nó là cái sản phẩm thiết yếu trong tương lai. Nó là nhu cầu trong cuộc sống, trong tương lai của mình. Nếu như mình biết được là nó là cái sản phẩm rất cần đối với xã hội này, thì chúng ta hãy cùng nhau đồng hành, hợp tác, làm sao ủng hộ công nghệ. $1,000-2,000 nó đơn giản mà. Đó. Có tuyển kỹ sư thiết kế ngành cơ khí không? Cái đó thì bác không biết được. Cái đó thì bác phải khi nào phải trực tiếp phải trao đổi với công ty, khi mà công ty về Việt Nam mình phát triển đó, thì lúc đó thì mới biết được là có tuyển hay không. Còn bây giờ thì hỏi câu hỏi đó thì bác bó tay luôn. Biến đổi khí hậu, tắc đường, tai nạn, vấn đề đa nhìn thấy rõ nhất. Đúng rồi, nó quá nhiều luôn ạ. Đó, cho nên là nếu như mình mà em đang hỏi bác kia bác ạ. Bác kia cứ tưởng hỏi bác. Bây giờ anh em cố gắng mình tham khảo cập nhật thông tin nó đầy đủ. Đó, đừng để thiếu sót một thông tin nào. Vô tình thiếu sót thông tin là chúng ta sẽ chưa đưa ra được cái quyết định cho mình. Bởi vì là nếu như chúng ta cố gắng thêm một tí, nếu như chúng ta dành ra nhiều thời gian hơn một tí, dành nhiều thời gian hơn, thì có thể là chúng ta sẽ hiểu hơn về công nghệ, về cái chiến lược phát triển của công ty, của tập đoàn, cũng như là gì ạ, cái quyền lợi, lợi ích của mình. Ngày hôm nay mình bỏ ra $1,000-2,000, đó, nó không đáng kể, nhưng mà nó là gì ạ, nó là có thể là mình được sử dụng một khối tài sản trong tương lai thì sao, hoàn toàn có thể chứ ạ. Nó giống câu chuyện là gì ạ, là cách đây khoảng 7-8 năm đó ạ, có những cái vụ IPO của những cái công ty như là Snapchat của Mỹ, đúng không ạ? Một trường trung học có nghe một em học sinh của trường ấy nói về cái gì ạ, về cái mua cổ phần của Snapchat ấy, thì tự nhiên là cái trường đó bắt đầu là ông bố của cô học sinh đó bắt đầu là thấy ok đấy, thế là mới bàn nhau với các phụ huynh của trường, thế lập ra cái quỹ, có cái quỹ đầu tư, thế là bỏ ra có $15,000 để mua cổ phần của Snapchat. Và sau khi đến năm 2017, tức là mua năm 2012 đó. Mua cổ phần của Snapchat năm 2012 đến 2017 thì chính thức là Snapchat IPO đó. Và sau khi Snapchat IPO thì họ đã bán đi một số lượng, một nửa cổ phần đó, bán được một số lượng, một nửa cổ phần, và để lại một nửa, tức là có 2,1 triệu đã bán được một nửa. Và họ đã, nếu như cái tài sản đó để đến ngày hôm nay thì nó rất là kinh khủng đó ạ. Đó, tài sản đó để đến ngày hôm nay thì vô cùng kinh khủng luôn. 2,1 triệu cổ phần, mà bây giờ nhân với lại $67 thì anh chị em mới biết là tưởng tượng bao nhiêu tiền ạ. Đúng ạ. Đó, cái câu chuyện nó là như vậy. Cho nên là chúng ta hiểu được một điều là nếu như chúng ta nhìn thấy những cái cơ hội thực sự tốt trước mặt chúng ta mà chúng ta lại không nhận ra nó và chúng ta từ chối nó, thì đồng nghĩa việc là gì ạ? Mình đang từ chối một cơ hội tốt. Nhiều khi mình còn mong muốn là muốn có một cái cơ hội nào đó tốt đến với mình, mong muốn là ai đó ban cho mình một cái gì đó tốt, tuy nhiên là đến rồi mình lại không biết và mình từ chối, thì đồng nghĩa việc là mình đang từ chối cơ hội rồi. Đó,
Đó, cho nên là nếu như mình mà chịu khó cập nhật thông tin đầy đủ để xem là nó tốt hay xấu, sau đó thì mình đưa ra quyết định là mình có thể là hợp tác đầu tư một chút thì nó sẽ là tốt cho bản thân mình, nó không sao cả. Đó, và rất là mong anh em là sẽ làm sao tận dụng được những cái cơ hội như vậy trong thời gian tới. Và trước khi mà công ty kết thúc cái lộ trình gọi vốn, chị em hỏi ngồi với bác đang là vai trò gì trong hệ thống anh hả? Anh hiện nay thì chẳng là vai trò gì cả, anh cũng là một cổ đông thôi. Tuy nhiên là anh cũng đang là một trong anh em là những người ký hợp đồng với chương trình đối tác của công ty. Đó là chương trình đối tác là phát triển vốn, hỗ trợ công ty về việc thu hút vốn tại Việt Nam. Đó. Cho nên là nếu anh em nào mà mong muốn là cũng hợp tác trên góc độ là phát triển đối tác thì có thể là liên hệ anh. Phát triển đối tác thì nó không có gì khó khăn cả. Và nó cũng không có gì xấu cả. Nhiều người cứ nghĩ là nó xấu nhưng mà không phải đâu. Chúng ta làm ở công ty xấu thì nó sẽ là xấu, công ty tốt thì nó sẽ là tốt, đúng không ạ? Chúng ta trao giá trị tốt cho xã hội, cho cái công ty tốt và giúp cho xã hội này có cuộc sống tốt đẹp hơn thì đâu gọi là xấu. Quan trọng nhất là sợ nhất là chúng ta đi vào công ty xấu và làm sao làm cho họ thì mới là cái điều xấu. Đó. Còn việc là anh em mình làm ở đâu nó cũng như vậy. Cái quan trọng nhất là công ty làm đúng là tất cả đều thắng. Công ty làm sai là tất cả đều thua. Nó đơn giản như vậy thôi. Kể cả tại sao mà ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy là bảo hiểm người ta làm không phải chỉ riêng những người đi tư vấn bảo hiểm làm, bây giờ cả ngân hàng cũng làm bảo hiểm, đúng không ạ? Ngân hàng hợp tác với các công ty bảo hiểm là sao? Bán bảo hiểm. Đúng không ạ? Rất nhiều trong ngân hàng bây giờ nó có hết mà. Cho nên là ngày xưa thì người ta vẫn, kể cả bây giờ nhiều người vẫn nói là bảo hiểm lừa đảo. Đó, không hiểu thì người ta sẽ bảo là bảo hiểm lừa đảo. Nhưng mà khi hiểu rồi thì chúng ta hiểu một điều là bảo hiểm nó là tốt cho chúng ta. Đó, vô tình mà anh nào mà bị vướng Covid, Covid chẳng hạn thì nó là cái điều tốt đấy, cực kỳ tốt đấy. Đó, nó sẽ giúp cho chúng ta giải quyết được vấn đề tài chính rất nhiều đó. Đó. Cho nên là chúng ta hiểu được vấn đề của xã hội thì chúng ta hoàn toàn làm việc được. Anh em nha. Rồi, thôi chúng ta cũng tạm biệt nhau tại đây vậy. 12 rưỡi rồi, 12 giờ qua rồi. Còn để dành thời gian cho anh em cơm nước. Anh thì vừa ăn cơm rồi. Anh thì vừa ăn cơm rồi. Đó, còn anh em thì anh em nào chưa cơm nước thì còn dành thời gian anh em cơm nước, mặc dù là vẫn rất nhiều người xem. Nhưng thôi chúng ta tạm biệt nhau ở đây vậy, đúng không? Chúc tất cả anh chị em là chúng ta trong thời gian giãn cách xã hội là hãy chịu khó ở nhà, đừng ra ngoài. Bởi vì là ra ngoài thì chúng ta hãy, ví dụ ở Hà Nội chẳng hạn, thì xác định là ra ngoài là phải xác định luôn là cầm theo 3 triệu. Đó ạ. Xác định cầm theo 3 triệu nhá, ra ngoài. Và tất cả cái 3 triệu đó thì thôi thì coi như là chúng ta làm sao ủng hộ cho quỹ vaccine, quỹ Covid. Bởi vì là trong 5 ngày giãn cách xã hội thì cái quỹ mà anh em ra đường đó đã góp thành được khoảng hơn 4 tỷ rồi. Trong 5 ngày mà góp được hơn 4 tỷ cái quỹ của anh em ra đường ấy, đấy là cái điều tốt đấy. Đó, tốt cho gì ạ? Tốt cho quỹ vaccine. Nhưng mà tuy nhiên nó sẽ không tốt cho vấn đề là vô tình mà chúng ta ra đường mà chúng ta lại gây gì ạ? Gây hại cho cộng đồng. Biết đâu chúng ta cũng mắc Covid thì sao? Mà chúng ta ra đường có phải là chúng ta đang làm sao lan Covid ra cộng đồng không? Cho nên là tốt nhất anh em hãy cố gắng hạn chế ra đường. Khi mà không có lý do chính đáng như là đi mua thực phẩm hay cái gì đó thì tốt nhất chúng ta hãy đóng cửa nhà. Và công cũng đóng cửa nhà hơn một tuần nay rồi. Đó, gọi siêu thị nó đem đồ lên tận cửa, không cần phải đi ra ngoài, mà gọi nhân viên siêu thị nó đem đồ lên tận cửa, sau đó mình lấy đồ thôi, không ra cửa nữa. Đó, để làm sao giúp cho mình, thứ nhất là giúp cho bảo vệ mình và bảo vệ cộng đồng, đúng không ạ? Cho nên là rất là mong là anh chị em là chúng ta hãy giữ gìn sức khỏe thật tốt, để làm sao chúng ta còn nhiều kế hoạch phát triển trong tương lai. Rồi, cảm ơn anh chị em đã cùng đồng hành trong cái buổi livestream ngày hôm nay. Rất vui khi ta lại được trò chuyện với nhau vào buổi trưa như này. Bây giờ thì công xin tạm biệt tất cả anh chị em nha. Bye bye. Chúc anh chị em là sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Hẹn gặp lại tất cả anh em vào những buổi sau nha. Tạm biệt anh em nha.